Rồi hai anh em khi mà anh em đeo mấy cái bộ đai lưng mà nó cảm giác nó nặng anh em đeo đồ nhiều quá bị sệ á thì anh em có thể tham khảo cái mẫu dây đeo vai này của mình ha Đây là dây đeo vai chữ Y nó có thiết kế là ba mốc khi mà anh em đeo lên vai thì nó sẽ chịu lực 3 điểm anh em cho nên á, là cái loại này nó sẽ rất là gọn ở đây á, mình đeo á, cái nếu mà cái dây đai của anh em á, mà có những cái khoen này sẵn á, thì anh em chỉ cần bóp cái này anh em gà vô là xong ha sẽ rất là gọn gàng ha rất là nhẹ nhàng thì anh em thấy khi mà đeo cái như thế này á là cái bộ đai của anh em nó sẽ rất là gọn ha và cái phần lực á, nó sẽ chịu dồn lên cái vai của anh em giúp cho anh em đeo cái mấy cái điểm lưng này á, nó không bị sệ anh em và cũng như á, là anh em sẽ cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha ở đây như cái bộ này mình đeo á ở phía sau đây á, nó sẽ có hai cái móc nằm hai bên thì anh em đeo cái dây đai chữ y này á thì anh em sẽ sử dụng một cái cọng dây mà theo bộ nó cho nè anh em anh em sẽ luồn vào chính giữa đây luồn vào chính giữa dán lại ha như thế này rồi anh em sẽ bấm nó phía trên đó thì đây anh em sẽ đeo được 3 điểm anh em đó đeo như thế này sẽ rất là gọn gàng anh em cái bộ này đeo lên nhìn nó sẽ rất là gọn ha không có hủy quá là hầm hố không quá là phô trương anh em đó đeo lên rất là gọn nó cái lực ở đây anh em nó sẽ dồn lên cái vai của anh em hết toàn bộ luôn đó cái loại này nó sẽ rất là nhỏ gọn anh em đó, anh em có thể tham khảo cái bộ này mình để dưới cái giỏ hàng này anh em nhấn vào đó xem giúp mình ha anh em. Rồi cảm ơn anh em.